Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em làm một video để gửi tới anh em ha. Thì có một số anh em á hỏi mình đó là cái vấn đề về cái giá thể trồng. Thì có một số anh em hỏi trộn chất trồng như thế nào và cái loại chất trồng nào mới có thể trồng được ha. Và cái vấn đề là trồng đất không có được hay là không. Thì mình xin thưa với anh em á là các loại giá thể nào anh em trồng cũng được đó, chứ không phải là riêng gì cái giá thể nào. Nhưng mà tùy theo, thứ nhất là mình chia sẻ anh em vấn đề là thứ nhất ha, là tùy theo á vùng miền. Đặt ví dụ như vùng miền anh em có những cái gì thì anh em trộn cái đó. Chẳng hạn như đất mặt ruộng nè, anh em có thể là trộn với chấu, sơ dừa hoặc cát xây dựng, vỏ đậu phộng hay là gạo gom gạ mục ha, thì anh em cũng có thể trộn, hay hoặc là cây dừa mục, rễ dừa mục gì đó anh em, thì anh em đều có thể trồng được hết. Nhưng mà tùy theo vùng miền mỗi anh em mỗi có khác nhau ha. Nhiều chỗ thì anh em có thứ này không có thứ kia, thì chúng ta có thể áp dụng thì những cái loại trên, nhưng mà chúng ta trộn cái giá thể thì phải cho nó tơi xốp nha anh em. Đó, chơi giá thể nào chúng ta trồng cũng được. Chẳng hạn như là anh em trộn cát nè, chấu là giờ sơ dừa anh em trồng cũng được, hay là anh em pha thêm chút đất cũng được, hay là hoặc anh em trộn đất nè rồi với gom gạ mục đó ha, thì anh em trồng cũng vẫn được. Thì tùy theo chúng ta chăm sóc thôi. Thứ hai nữa là anh em á, khi mà trộn giá thể trồng thì anh em phải đảm bảo được cái độ mà tơi xốp nè, chứ khi mà cái chất trồng nó phải có độ thoát nước ha, độ thoát nước cao thì cái cây nó mới mau phát triển anh em ha. Còn thêm một cái vấn đề nữa là anh em biết đó, là cái vấn đề mà anh em hỏi mình đó là trồng đất có được hay không. Thì xin thưa với anh em đó là được, anh em trồng đất vẫn bình thường. Nhưng mà khi anh em trồng đất đó, từ cái buổi ban đầu thì cái cây nó phát triển nha anh em. Nhưng mà thời gian sau này á thì cái cây ha, alo xin lỗi anh em, cái chất trồng á, những mà đất không đó anh em, khi mà anh em trồng không có trộn giá thể á, thì nó không có được tơi xốp ha. Là anh em trồng buổi ban đầu á thì anh em tưới nước nó cũng vẫn rút ha, độ thông thoáng nó cũng có nhất định á. Nhưng mà một thời gian sau anh em biết, khi mà chúng ta sử dụng những cái phân hóa học đó anh em, thì đất của chúng ta nó sẽ chai đó, đất chúng ta nó sẽ chai nghe anh em, rồi nó sẽ dẻ. Thứ nhất là đất nó dẻ, rất là dẻ. Rồi sau này á, khi mà anh em tưới phân, tưới thuốc á, thì nó không có thể thấm vô trong cái rễ được anh em. Toàn là đặc ví dụ như anh em tưới vô thì nó không có thấm liền vô trong cái rễ được, thì nó sẽ chảy theo cái thành chậu ha. Nó sẽ chảy theo cái thành chậu. Thì nó sẽ chảy xuống anh em, đơn giản như vậy thôi ha. Đó. Chẳng hạn như đây là chất trồng của mình nè, chấu, sơ dừa và cát. Thì khi anh em tưới vô thì nó sẽ rút đều hết xuống liền. Đó, thì cái cây mai nó sẽ hút được chất dinh dưỡng, phân thuốc gì chúng ta tưới. Còn khi mà cái mặt đất này á, nó dẻ, nó chai rồi đó anh em, khi mà anh em tưới xuống thì nó không bao giờ nó thấm liền được, mà nó sẽ chảy theo cái thành chậu nè ha. Nó sẽ chảy theo cái thành chậu, còn nó chảy những cái chất dinh dưỡng của chúng ta ra hết đó. Đêm sáng ngày cái chúng ta ra, chúng ta tưới nước thì nó chảy xuống nữa, thì nó không còn chất dinh dưỡng ở trong đó để mà cái cây nó ăn anh em ha. Nên anh em lưu ý cho mình một điều là anh em trộn chất trồng nó phải tơi xốp. Khi mà anh em tưới phân, tưới thuốc thì anh em khi mà tưới rồi nó sẽ thấm vô liền, thì cái cây nó mới đảm bảo được cái chất dinh dưỡng cho cái cây. Còn anh em mà trồng đất thì mình cũng vẫn nói, đất thì cái buổi ban đầu thì anh em tưới thấm đều đó, nhưng mà thời gian khi có phân hóa học vô, thời gian đất nó sẽ chai. Anh em bây giờ có nhiều anh em chắc có lẽ là trồng cây cũng biết rồi đó, từ buổi ban đầu mà không biết đó, trồng cây mà đặt ví dụ như mai đem về còn nguyên cái bầu đất anh em trồng, cái cây phôi đi có nguyên bầu đất anh em trồng ha, thời gian đầu thì phát triển, khoảng chừng năm sau bắt đầu cây khừng khừng nó không phát triển. Đó là lý do nó ngạt rễ là một, là thứ hai nữa cái chất trồng ở đất đó nó chai đó anh em. Anh em tưới phân, tưới thuốc, nói tôi tưới phân, tưới thuốc nhưng ta tại sao mà nó không phát triển, tại vì anh em tưới biết nó dẻ quá, dẻ rồi đất đó, nó dẻ nó cứng luôn rồi, anh em tưới làm gì thấm liền được. Rồi khi tưới thì nó chảy qua hai bên thành chậu thì nó đi xuống đất hết trơn, chứ nó đâu có cây chưa hút được chất dinh dưỡng nào hết trơn mà nó làm sao mà nó nuôi cây được anh em ha. Tại vì anh em tưới phân, tưới thuốc vô thì đâu phải tưới vô là nó cái cây nó bắt dinh dưỡng được liền đâu, tầm phải từ mấy tiếng đồng hồ, 10 tiếng hoặc 5 tiếng, 7 tiếng hoặc 20 tiếng gì đó anh em. Nói đặt ví dụ nó cái cây nó mới hút được chất dinh dưỡng, chứ không phải là thần thánh gì mà tưới vô cái cây là nó hút được liền anh em ha, lưu ý cho mình điều đó.
Với cái vấn đề là anh em biết đó là trồng đất đó, sau này chúng ta xử lý gì cũng khó. Đặc ví dụ như anh em muốn thay chất trồng này, anh em khựi ra cái đầu đất nó dẻ khắc, nó cứng nhắc đó, bắt đầu anh em khựi ra cái nó đứt rễ lùm ra, nó cái đầu nó ảnh hưởng tới cái cây nữa, nó chậm phát triển. Nên anh em trồng thì anh em chọn cái giá thể phải tơi xốp đó, để sau này cái cây mà chúng ta dễ xử lý hơn anh em ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Anh em cứ là chọn thì dùng anh em đặc vụ có gom gạ mục hoặc là rễ dừa, rễ cây mục gì anh em khô đó, rồi anh em chọn với chấu sơ dừa đó, cát xây dựng gì đó anh em. Anh em biết cát thì nó có độ thoát nước rất là cao, nhưng mà anh em lưu ý giùm mình một điều ha, là khi anh em trộn cát thì anh em lựa cát hộp thật là to nha anh em, nó to chừng nào tốt chừng đó. Chứ anh em có cái loại cát mà cát dùng, anh em không biết có không, chứ dùng mình ở đây là có những cái loại cát mà ta gọi là cát cồn đó anh em, nó có pha, nó có hơi lợn cận xịn non trong đó đó. Rồi khi anh em trộn cái cát đó vô, nó kết hợp với sơ dừa nữa đó, cái độ ẩm nó rất là cao anh em. Nó trồng cây phôi hay là cây mới trồng đó là nó cũng mà ảnh hưởng cái cây lắm nha, nó độ ẩm hoài nó không có khô. Chứ không phải như loại cát to thì nó rút nước mau lắm anh em. Còn có loại đúng mà nhầm mà loại cát đó trồng cũng nguy hiểm lắm đó. Thì mình chia sẻ cho anh em như vậy ha. Mình đây mình làm mình chơi mà anh em, có sao chia sẻ cho anh em vậy. Anh em biết đó là giữa cái cây mà trồng ở dưới đất với cái cây mà trồng trên chậu, thì trên chậu lúc nào cũng phải cắt trồng phải tơi xốp anh em. Tại vì đặc ví dụ như anh em biết đó là khi mà cây dưới đất, đặc ví dụ như chúng ta tưới xuống đất thì cái chất mà phân đó nó nằm ở đó thì nó sẽ rút từ từ ha, cho dù đất nó hơi dẻ nhưng mà anh em tưới xuống thì nó cũng vẫn còn nằm trong đó, nó sẽ chậm đi ha, thì cái cây nó sẽ rút từ từ được. Còn riêng gì cái cây trên chậu thì anh em phải chọn giá thể, khi mà anh em tưới phân tư thuốc vô gì anh em tư là nó phải rút vô liền đó. Chứ mà đừng có phân bì cái cây trên chậu, đặt nói như cái cây mà trồng dưới đất, sao trồng dưới đất tứ phân tứ thuốc được mà tại sao cây trên chậu trồng tứ phân tứ thuốc vậy không được. Tại vì anh em phân biệt là cái cây ở dưới đất thì chúng ta trồng, chúng ta tưới xuống đất thì nó nằm ở đó ha. Còn mà cái cây trên chậu chúng ta tưới vô đó rồi nó chảy theo hai bên thành chậu, nếu mà đặc vụ chặt trồng nó dễ quá á, thì nó chảy theo hai bên thành chậu, nó đi xuống đất thì nó sẽ hết cái chất phân của chúng ta thôi, đơn giản vậy thôi anh em ha. Chứ đâu có gì đâu, vấn đề đó thì quá đơn giản rồi. Còn ở dưới đất thì nó nằm đó nó giữ được lâu hơn. Đặc ví dụ như anh em tưới phân hôm nay nè, rồi ngày mai anh em cũng phải tưới nước lại á. Tưới phân hóa học phải như vậy, còn phân hữu cơ thì không thành vấn đề. Như đặt ví dụ như hôm nay anh em tứ phân DAP hoặc là NPK 20, 15, 30, 10 đó, đặt ví dụ như hôm nay anh em tứ nè, ngày mai anh em cũng phải tứ xả nhẹ lại cái. Nhưng mà trong khi đó anh em tưới buổi chiều nè, cái chất trọng ở trong đây nó dẻ khắc, nó cứng ngắc, cái nó chảy theo thành chậu nó ra ngoài hết trơn, đêm sáng ngày nó gõ mất tiêu trơn. Cái anh em ra anh em tưới nước vô cái nữa, cái đầu nó còn lại chút đỉnh, cái nó cũng đi theo cái đáy chậu à, nó đâu có mà hút được cái chất dinh dưỡng gì đâu ha anh em ha. Đó, đơn giản một điều vậy thôi anh em. Còn chất trồng thì anh em chọn chất trồng nào cũng được, nói chất trồng nào cũng được, nhưng mà tùy theo cái trường hợp, tùy theo chúng ta chăm sóc đó. Nhưng mà anh em chọn chất trồng tươi xốp thì ngon hơn, anh em chọn đất thì anh em trồng khoảng năm đầu thì ngon đó, tứ ầm ầm, nhưng mà qua năm sau bắt đầu là đất nó sẽ chai. Ở dưới đất thì nó sẽ khác nha anh em, còn ở trên chậu thì nó khác, anh em phải phân biệt cây trên chậu, trồng chậu hoặc cây trồng dưới đất, anh em mới xử lý cái cây mai nó mới ok được anh em ha. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho anh em cái vấn đề chất trồng vậy thôi anh em ơi, đơn giản vậy thôi đó. Anh em nào có vào kênh mình thì nhớ ủng hộ mình, lượt đăng ký kênh nha anh em. Ở đây mình trộn chỉ chất trồng sơ dừa, chấu với cát thôi, tại chỗ mình là có cái này thì mình trộn cái này. Còn nhiều chỗ anh em đặt ví dụ như có vỏ đậu phộng càng ngon đó, hay là gom gạ mục gì đó thì có gì anh em trộn đó anh em trồng thôi. Đó, nhưng mà phải đảm bảo cái độ thoát nước, thứ nhất là thốt nè, thứ hai nó sẽ cầm tơi xốp để cho chúng ta tưới phân tưới thuốc vô cho nó mà hấp thu được chất dinh dưỡng liền đó. Rồi chào tất cả anh em ha, hẹn gặp lại trong video tiếp theo của em, bye bye.